Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, cháu bé NNTC nhập viện trong tình trạng tổn thương nội sọ, gãy xương cẳng tay, gãy xương đùi, gãy xương cẳng chân, suy thận cấp, suy gan. Sau 24 giờ làm rõ vụ bạo hành gây chấn động dư luận tại Đà Lạt, Công an thành phố Đà Lạt đủ căn cứ bắt giữ Trần Hoài Thương. Tại cơ quan điều tra, Thương khai nhận có quan hệ tình cảm với Nguyễn Phúc Hồng Ân, mẹ cháu bé, và thường xuyên đến ở cùng phòng trọ. Khi ở cùng thấy cháu NNTC thường xuyên quấy khóc nên Thương bực tức. Thương nhiều lần dùng tay đánh, tát mạnh vào mặt cháu C. Ngày 19 tháng 5, Thương lấy núm vú giả dùng trong bình sữa trẻ nhỏ, đặt vào miệng cháu bé rồi dán băng keo quanh miệng để bé không khóc. Khi thấy nạn nhân khó thở, Thương mở băng keo ra. Chiều ngày 20 tháng 5, khi cho cháu bé uống sữa, Thương đã tát vào đầu, mặt, làm cháu bị khó thở, ói sữa ra ngoài. Thương lắc cháu bé thật mạnh, sau đó mới đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu. Cơ quan điều tra xác định Hồng Ân, mẹ cháu bé, có liên quan. Tuy nhiên do cháu bé còn đang cấp cứu nên cho phép tại ngoại để hỗ trợ chăm sóc cháu bé.